đại học. Và khi nào mà các vị không nghe được hoặc là không có thấy cái màn ảnh đó, thì các vị hoan hỷ báo giùm. Chúng ta học tiếp cái mấu chốt thứ 9, tức là thủ duyên thủ. Thủ ở đây chính là cái sự có mặt. Và sự có mặt ở đây nó được là thứ nhất là thủ, tức là làm cho một cái gì đó có mặt, gọi là nghiệp hữu. Và cái loại thủ thứ hai đó là cái sự có mặt do cái gì đó mà có, cho nên gọi là sanh thủ. Hay nói cách khác á, cái sự có mặt ở đây thứ nhất á là nhân và thứ hai là quả. Cái về phần chi pháp đó thì thủ duyên hữu này, thủ đây chính là tứ thủ, thì gồm có dục thủ, kiến thủ, giới phân thủ và ngã chấp thủ hôm trước chúng ta đã học rồi. Rồi tứ thủ này đó mới duyên cho hữu hai sự có mặt, một là hữu đề. Hữu đề chúng ta có hai sự có mặt, tức là cái nghiệp hữu, nghiệp hữu, và thứ hai là sanh hữu. Nghiệp hữu tức là cái sự có mặt mà làm nhân, tức là nhờ cái sự có mặt, nhờ có nghiệp hữu mà tạo ra cái sự hiện hữu của cái quả. Rồi cái sự có mặt thứ hai với cái vai trò, với cái vai trò là quả, tức là sự có mặt đó nhờ một cái nhân nào đó, và cái nhân nào đó ở đây chính là cái nghiệp. Như vậy thì cái sự có, cái hữu hay là cái sự có mặt ở đây đó, thì chúng ta có hai cái phương diện, vừa là nhân vừa là quả. Thì cái nghiệp hữu ở đây đó, chính là cái nghiệp hữu ở đây chính là cái sở hữu tư. Cái sở hữu tư trong bất thiện và thiện hiệp thế. Và thiện hiệp thế và sanh hữu ở đây á, tức là 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 32 tâm quả, tâm quả hiệp thế. Chúng ta phải ghi rõ mấy cái chi pháp này. 35 sở hữu hợp, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. Thì các vị nhìn trên cái bảng chi pháp này á, các vị thấy rằng cái nghiệp hữu này á, nó chính bằng với cái hành trong vô minh duyên hành đó. Và cái sanh hữu này á, nó bằng với cái thức và danh sắc, thức cộng danh sắc. Vậy thì khi mà chúng ta đọc ở trong sách, nhất là những cái sách bài giảng á, thì chúng ta chỉ đọc được các cái chi pháp hữu nhờ như thế nào, gồm có nghiệp hữu và sanh hữu. Và có thể là chúng ta sẽ thắc mắc rằng là tại sao ở đây đó cái nghiệp hữu này đó lại là nó tương đương với hành, và cái sanh hữu này đó thì nó lại tương đương với thức và danh sắc. Bây giờ
chúng ta trở lại cái chi pháp của thủ. Thủ thì gồm có bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Trong bốn thủ này á, được kể gọn lại ái và tà kiến. Và ái và tà kiến này á, thì hai cái này đó, ái và tà kiến này á, thì hai cái này nó chính là tham, tham và vô minh. Dạ thưa sư, màn hình không thấy ạ. Các vị không thấy hả? Dạ thấy cái biểu tượng không? Dạ, các vị có thấy lại được chưa? Dạ thấy rồi ạ. Dạ. À, tôi nói lại, cái bốn cái thủ này á, thì trong đó bao gồm chỉ là ái và tà kiến. Và ái và tà kiến đó là cái tên gọi khác của tham và vô minh. Và chỉ từ cái vô minh này nè, thì mới các vị mới thấy rằng là tại sao mà cái hữu trong nghiệp hữu á, là nó lại là bằng hành. Bởi vì đây là cũng chính là vô minh duyên hành. Vậy thì ở trên cái bản đồ, ở trên cái biểu đồ mà chúng ta thấy á, là từ vô minh rồi hành thức cho đến thủ, hữu, rồi sanh, rồi già chết sầu bi khổ não, rồi từ cái chi 12 này nó trở lại là vô minh. Nhưng mà thật ra đó là từ ái đó, từ ái này á, mà nó đã, từ ái này á, là nó đã duyên lại cho vô minh rồi. Từ ái này đó, nó đã duyên lại cho vô minh. Bởi vì tại sao? Bởi vì thủ này nó chính là vô minh. Đó là từ ái này á, mà nó duyên lại cho thủ, mà thủ ở đây á, là nó bằng lại và vô minh ở đây. Và thủ này thì lại là vô minh. Vậy thì trong thủ á, thì gồm có ái và vô minh. Vậy thì thủ chính là cái mắt xích gặp nhau giữa ái và vô minh. Và từ cái ái và vô minh đó đó, nó vẫn tiếp tục đến cái là hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, và tiếp nối thêm một cái vòng lặp lại của luân hồi. Và do vậy đó, cái hữu ở đây nói về chi pháp đó, tức là chúng ta có cái sanh hữu và nghiệp hữu. Nhưng mà nói rộng hơn á, là cái hữu ở đây là cái sự có mặt của một cái vòng, cái vòng tròn mới. Và cái vòng tròn mới đó chính là gì? Từ cái hữu này nó mới duyên cho cái hữu này, trong đó gồm có cái sanh hữu và nghiệp hữu. Và sanh hữu là, và nghiệp hữu ở đây á, cũng chính là cái mắt, cái vòng tròn được lặp lại, là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho, thức duyên cho danh sắc. Và từ cái danh sắc đó nó duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc thọ, thọ ái, ái trời, rồi duyên trở lại sự gặp gỡ của ái và vô minh á, nó là cái mắt xích của thủ. Sự gặp gỡ của ái và vô minh nó là cái mắt xích của thủ, rồi nó tiếp tục á, nó lặp lại một cái vòng tròn mới. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này đó, thì khi mà chúng ta thấy rằng là nó giống như là 12 duyên sinh, tức là từ từ ái cho đến thủ rồi hữu, hữu rồi sanh, rồi già chết sầu bi khổ u não, rồi trở lại là vô minh. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mấu chốt từ đây á, là nó đã trở lại là hành. Vậy thì ở cái hữu này á, thì chúng ta phải hiểu rằng là về phương diện chi pháp, đó là một cái sự tạo tác, một cái sự hiện hữu mới. Và tạo tác cái sự hiện hữu mới á, chính là cái nghiệp hữu. Và tiếp nối cái sự tạo tác đó đó
chính là sanh hữu. Và ở đây chúng ta trong khi mà tìm hiểu về các cái mấu chốt duyên khởi còn lại đó, thì chúng ta học tiếp, chúng ta lưu ý tiếp cái mấu chốt tiếp theo, đó là hữu duyên sanh. Số 10 ở đây là hữu duyên sanh. Và hữu duyên sanh ở đây á, hữu được kể chỉ riêng cái nghiệp hữu thôi. Hữu ở đây á, là chỉ kể cái nghiệp hữu. Rồi sanh ở đây nè, lại là sanh hữu. Hữu ở đây á, là chỉ kể là nghiệp hữu. Và sanh á, thì lại là lấy cái chi pháp của sanh hữu. Và nếu bạn nhìn trên cái phương diện chi pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên tại sao mà thủ duyên cho hữu. Đầu tiên là trong cái hữu đó đó, thì lại là nó chính là hành thức và danh sắc. Và khi mà đến cái mấu chốt thứ 10, tức là hữu duyên sanh, thì cái hữu duyên sanh đây á, chính là nghiệp hữu duyên cho sanh hữu. Tại sao nó có một cái sự trùng lập như vậy? Thì về phương diện chi pháp đó, thì giữa thủ duyên cho hữu thì cái sanh hữu này nó giống với hữu duyên sanh. Nó giống với cái hữu duyên sanh, hai cái chi pháp này là giống nhau. Và nó có vẻ như là chính cái hữu này, chính cái hữu làm duyên cho hữu. Bởi vì ở đây là nghiệp hữu làm duyên cho sanh hữu. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngài kể riêng hai cái mấu chốt này? Ở đây tại do vì cái này nó hơi trùng lập, cho nên là xin các vị chúng ta nhớ lại cái mấu chốt đầu tiên. Từ cái vô minh mà có hành, thì khi mà Đức Phật ngày trình bày cái vô minh và cái hành đó, thì Đức Phật này chỉ đơn cử lấy một cái vô minh làm nhân cho hành. Nhưng mà tuy vậy đó, thì như chúng ta biết đó là cái vô minh đó chính là cái sự bất tri trong tứ đế. Hay nói cách khác đó, vô minh đó chính là chúng sinh đó, không tìm không biết được cái con đường giải thoát. Nhưng mà không biết cái con đường giải thoát thôi đó thì nó chưa đủ, mà trong đó đó nó còn có nhiều cái điều kiện tương sinh khác mà cái vô minh nó mới tác động cho hành. Và một trong những cái điều kiện đi song hành với cái vô minh đó chính là cái tham ái. Tham ái ở đây là chúng sinh nó luôn luôn là muốn đi tìm một cái hạnh phúc, cho nên nó dẫn đến cái hành động. Chẳng qua là mỗi người đó, trong cái tìm hạnh phúc cho mình đó, mỗi người có cách khác nhau. Có người làm ác, có người làm thiện, rồi có người làm trong cái thiện đó ở cái mức cao mức thấp, thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Nhưng mà tụ chung nó chỉ có một cái mục đích giống nhau, tức là tất cả chúng sinh đi tìm cái hạnh phúc, muốn được cái hạnh phúc. Và tại sao muốn cái hạnh phúc? Là sở dĩ là đi tìm cái hạnh phúc là sợ, là mình sợ gặp khổ. Như vậy đó, thì để mà có cái hành á, thì mặc dù kể rằng là do vì vô minh chúng là cái một cái nhân, nhưng mà bên cạnh đó là có cái đồng hành là tham và cái môi trường là khổ. Vì tránh khổ muốn tìm vui, cho nên chúng ta mới nỗ lực làm cái cách này, làm cái cách khác. Nhưng mà do vì có vô minh cho nên tất cả những cái hành động đó dù là thiện chăng nữa
thì cũng là chúng ta làm chỉ là những cái giải pháp nhất thời chứ không có tìm ra được cái con đường giải thoát. Nó cũng giống như là một người không hiểu về y lý, không có hiểu về cách điều trị bệnh, rồi thấy một người thân của mình bị bệnh thì bằng tất cả những cái nỗ lực, bằng cái khả năng nào mình có được để giúp cho người thân mình chữa trị, nhưng mà tất cả những cái cách đó đều là không có hữu hiệu. Thì cũng vậy, chúng sinh ở trên đời khi mà gặp khổ đó, thì chúng ta tìm cách thoát khổ, mà cái tìm cách thoát khổ, tìm vui đó chính là cái tham ái. Nhưng mà cái tham ái cộng với cái vô minh, cho nên nó là chúng ta cố gắng vùng vẫy, nhưng mà trong cái vùng vẫy đó là một cái vùng vẫy lầm lỡ. Thì khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi này đó, thì ngay cái mấu chốt mà từ ái duyên cho thủ, thì chúng ta phải biết rằng đây là một cái vòng tròn, đến đây là nó được khép kín, chứ không phải là cần phải đến cái không cần đến cái hữu sanh rồi lão tử sầu bi khổ u não rồi mới trở lại là vô minh. Vậy thì tôi cố tình tôi vẽ cái đường này nè để cho các vị lưu ý, đây là cái vòng khép kín. Vậy thì cái vòng khép kín này á, nếu mà chúng ta có vẽ một cách khác, đó, thì chúng ta thấy rằng là cái vòng này đó cho đến hữu này á, thì nó sẽ lặp lại thêm một cái vòng khác nữa. Từ cái hữu này, bởi vì cái hữu này cũng chính là cái hành thức danh sắc, nó tiếp tục đi cái vòng khác. Và cái hữu này nó là một cái ngã rẽ lặp lại một cái vòng khác. Rồi cái phần còn lại ở đây là cái gì? Cái phần còn lại ở đây á, nó là những cái biểu hiện, nó là những cái biểu hiện của cái vòng tròn này. Từ cái sanh đến già, chết, sầu, bi, khổ, u, não, tất cả nó là cái biểu hiện của cái vòng tròn, từ vô minh đến hành, rồi đến thủ, rồi cái lặp lại cái hữu. Đó là một cái vòng tròn. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta học về cái giáo lý này, từ cái khi mà Đức Phật này nói về cái sanh, rồi già, chết, rồi sầu, bi, khổ, u, não, thì ở đây đó nó không phải là một cái vòng tròn mới, mà chẳng qua ở đây đó, nó chính là cái biểu hiện của cái vòng tròn mà từ vô minh cho đến thủ. Ở đây tạm ví dụ như thế này, là giống như là khi mà có một cái căn bệnh nào đó, bác sĩ có hai cái cách trình bày. Thứ nhất đó là trình bày theo cái cách cho một người có chuyên môn nghe, và cái thứ hai là trình bày cho một cái bệnh nhân thông thường. Chẳng hạn giống như bây giờ đang có cái dịch bệnh COVID, chúng ta ví dụ như vậy, thì có thể là bác sĩ giải thích hoặc là trong cái phác đồ điều trị đó, thì bác sĩ có ghi những cái xét nghiệm theo cái cách chuyên môn, tức là từ khi mà cái vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể rồi nó sẽ tác động cái tất cả những cái cơ thể của mình, nó thay đổi với những cái chỉ số như là cái chỉ số về oxy vân vân. Thì đó là cái cách mà bác sĩ trình bày cho một cái chuyên ngành. Nhưng mà khi mà đối với một cái bệnh nhân bình thường á, thì bác sĩ không có nói như vậy, mà bác sĩ nói rằng là khi mà mình bị bệnh á, thì có thể những cái biểu hiện đầu tiên, chẳng hạn giống như là chúng ta không có cảm nhận được mùi vị, và có thể là chúng ta ban đầu chúng ta sốt nhẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ khó thở, rồi cái mức độ khó thở nhẹ cho đến cái mức độ khó thở nặng, và nếu mà ở trong cái mức độ nặng nhất đó, thì có thể gây tử vong. Trong tử vong đó có thể là chúng ta đã mất hết oxy, hay là chúng ta bị đông máu vân vân.
thì đó là bác sĩ chỉ cho chúng ta cái chỉ là gì, nói cho chúng ta cái triệu chứng. Thì với một chúng sinh bình thường á, thì khi mà Đức Phật này nói đến cái khổ, thì Đức Phật này ngài dùng cái danh, ngài dùng cái cách diễn đạt theo cái nghĩa chế định. Bởi vì chỉ có cái pháp chế định thì chúng ta mới thấy ra cái khổ, chứ còn nếu mà nó cái pháp chân đế thì thật ra chúng ta không có phân biệt được đâu là già, đâu là bệnh khác. Bởi vì các vị thấy, từ khi mà một chúng sinh còn tái tục cho đến khi chúng sanh mà mạng mạng chung, thì nói về danh và sắc đó thì cũng chừng đó với các cái danh sắc. Như vậy thì khi mà nói về cái khổ và cho chúng sinh biết á, thì Đức Phật này trình bày theo cái ý nghĩa của chế định, tức là ngài nói đến cái sanh là khổ. Thì ngay trong, nếu mà lấy trường hợp của chúng sinh ở cái cõi nhân loại đó, thì ngay chúng ta, ngay khi mà chúng ta trong trong cái thai bào mẹ, thì khi đó là chúng ta đã cảm nhận được cái khổ. Chẳng hạn giống như khổ từ cái thức ăn của người mẹ ăn vào, hay là chúng ta khổ vì cái nhiệt độ cơ thể của bà mẹ. Rồi khi mà chúng ta ra đời đó, thì không phải là chỉ riêng bà mẹ khổ mà chính người con cũng khổ. Khi mà một cái nước da còn non nớt, quen cái môi trường trong bào thai, tiếp xúc với cái không khí ở bên ngoài, thì từ cái khí hậu, từ cái luồng gió tiếp chạm vào cái cơ thể của đứa trẻ sơ sinh, thì khi đó nó là một cái sự thống khổ. Thì khi mà nói đến cái khổ sanh như vậy đó, thì Đức Phật ngài phải dùng cái hình ảnh của hình ảnh chế định. Rồi cái sự già cũng vậy, là Đức Phật ngài cũng dùng cái hình ảnh chế định. Chẳng hạn giống như thế nào là già, ý là da nhăn, tóc bạc, răng rụng, má hóp, lưng còng, rồi tay chân run rẩy. Đó là Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh chế định. Bởi vì hình ảnh chế định á, thì chúng ta mới thấy ra được cái, thấy được cái già. Chứ còn mà cái già mà theo cái nghĩa chân chân là cái tâm già, tức là cái giai đoạn kể từ cái sát na trụ. Và đối với sắc pháp cũng vậy, thì chúng ta nói như vậy đó, thì chúng ta không có thể, chúng ta không thấy được già. Nó cũng giống như là một vị bác sĩ nói rằng là mình bệnh là do cơ thể của chúng ta đã nhiễm vân vân, thì con mắt là sao mình thấy được, mình làm sao mình thấy được vi trùng vi khuẩn. Cho nên bác sĩ phải nói đến cái triệu chứng. Thì ở đây Đức Phật khi mà ngài nói đến cái, ngài trình bày cái vòng sinh tử luân hồi này, thì Đức Phật để chúng sinh hiểu rõ ràng hơn, thì Đức Phật ngài phải nói đến cái hình ảnh chế định. Và do vậy đó, ở đây chúng ta học ở duyên khởi đó, cái ngôn ngữ là danh chơn chế định, tức là cái ngôn ngữ chỉ thẳng cho cái pháp chân đế. Và cái ngôn ngữ thứ hai là phi danh chơn chế định, là Đức Phật ngài dùng đến cái ngôn ngữ. Dạ xin mời Các cô vị, tu nữ dự bảo tắt âm thanh ạ. cô nào quan hệ thì giúp sư tắt âm thanh giùm. Dạ tắt rồi ạ. Dạ, cảm ơn các bạn. Thì cái từ cái hữu á, nó bắt đầu lại một cái vòng mới. Và hữu ở đây chúng ta hiểu rằng nó ở đây là bắt đầu một cái vòng mới. Và cái sanh sầu bi, sanh rồi già chết sầu bi khổ u não, thì ở đây á, là cái vòng này á, là nó cũng chính là cái vòng mà từ vô minh cho đến thủ. Nhưng mà ở đây đó là Đức Phật ngài nói lên cái biểu hiện ở bên ngoài, cái biểu hiện ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là chúng ta vẽ thêm một cái vòng duyên khởi này nữa, tức là cái vòng duyên khởi này đó, thì từ từ hữu này nó sẽ bắt đầu một cái vòng tròn mới. Vòng tròn mới thì gồm có vô minh duyên hành, hành duyên thức và cho đến thủ, rồi nó bắt đầu vòng tròn mới. Và chúng ta vẽ thêm một cái vòng tròn nữa, đó là cái luân hồi chẳng qua là sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử. Bởi vì cái sinh lão bệnh tử này á, nó chính là cái biểu hiện, hay chúng ta
tạm gọi là cái triệu chứng, cái hiện tướng của cái vòng sinh tử luân hồi kia thôi. Nhưng mà chẳng qua là cái kia, cái vòng trong đó là Đức Phật ngài trình bày từng cái, giống như là chúng tôi vừa cái danh từ y khoa, danh từ chuyên môn, như bây giờ chúng ta bị đường huyết rồi, chúng ta bác sĩ đưa cái chỉ số đường huyết cho chúng ta biết rằng là bao nhiêu là cao, bao nhiêu là thấp. Chứ với một người thường á, thì thật sự nhìn cái chỉ số đó, mà nếu mà chúng ta không có được người hiểu biết về y khoa đó, thì chúng ta không biết rằng là cái chỉ số này mình có bệnh hay là khỏe mạnh, bởi vì chúng ta không biết là cái chỉ số trung bình nó như thế nào. Và thật ra thì những cái bác sĩ, những cái chỉ số đó nó đối với chúng ta đó là chúng ta không có thể cảm nhận được, mà chúng ta chỉ có thể là cảm nhận giống như là chỉ số oxy đó, thì bác sĩ nói rằng là với một người bình thường đó thì có thể là từ 97 đến 100 vân vân, chúng tôi chỉ ví dụ thôi. Thì nhưng mà đối với người bình thường đó, thì chúng ta nhìn cái chỉ số đó mà không có cảm nhận, mà cái cảm nhận của mình là cái gì, là mình cảm thấy là mình khó thở, và mình thở đó, nó không có, mỗi lần thở như vậy nó không có đủ khỏe, là chúng ta chỉ có cảm nhận cái đó. Do vậy mà Đức Phật đó, ngài nói đến cái mẫu cái từ cái sanh cho đến cái chết đó, thì ở đây đó, là Đức Phật ngài nói là cái quá trình của các cái triệu chứng đó. Và như vậy thì cái vòng ở bên ngoài nó chỉ là cái vòng ở bên này nè, nó chỉ là sanh, già, chết. Và cái vòng này là nó chỉ có ba cái thôi, nó sanh, già, chết, rồi nó lặp lại là sanh, già, chết. Và nó lặp lại chỉ sanh, già, chết, sanh, già, chết. Và nếu mà đối với những chúng sinh ở cái cõi dục giới, nhất là cái cõi dục giới cụ thể là những cái cõi thấp như cái cõi người hay là cái cõi bàn sinh, tức là loài cầm thú đó, thì cái già đó nó không có đơn giản là nó là cái sự cạn dần của cái tuổi thọ, mà cái già của chúng ta nó kèm theo đó là bệnh. Và cho nên là chúng ta có cái là sanh già, sanh lão bệnh tử. Còn đối với hàng chư thiên đó, một số hàng chư thiên đó, thì họ chỉ có cái sanh, già và chết. Ở đây là cái mô hình tổng quát, cho nên là chúng ta sẽ không có thấy cái bệnh. Rồi cái sầu bi khổ u não là cái gì? Sanh, già, chết đó, chính là cái trạng thái, cái tình trạng diễn tiến của thân của chúng ta. Rồi cái sầu bi khổ u não đó là đây là những cái khổ nạn về phương diện tâm lý mà trong vòng luân hồi của chúng ta phải luôn luôn phải gặp. Cái khổ đó, nói một cách triệt để đó, tức là bất luận cái gì mà nó chịu cái sự vô thường, nó chịu cái áp lực thay đổi đó, thì cái đó là cái khổ. Còn đối với một chúng sinh bình thường á, thì cái khổ á, được định nghĩa đó, là qua cái tâm của chúng ta bất toại nguyện một cái việc gì đó. Thì cái sầu bi khổ u não thì ở đây đó, nếu mà nói về chi pháp đó, thì nó giống nhau. Bởi vì cái nào đó nó cũng đều là cái khổ thọ của sân tâm hết. Nhưng mà Đức Phật á, ngài dùng nhiều cái cường độ nói về cái khổ. Đầu tiên là cái sầu á, chỉ là đơn giản, tức là cái sự không vừa lòng với ngoại cảnh. Và cái sự không vừa lòng đó nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Thí dụ giống như là chúng ta chỉ có một cái buồn thoáng qua thôi, nó khác á với cái buồn, mà cái buồn đó, cái khổ đó, nó ở cái mức nặng hơn mà chúng ta biểu lộ qua thân biểu tri và khẩu biểu tri. Chẳng hạn giống như là chúng ta chỉ có một cái buồn thoáng qua đó, thì nó không có hiện ra cái gương mặt mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái chuyện buồn lớn đó, thì người khác nhìn vào chúng ta đó, họ có thể nhận ra rằng là mình trong cái lúc mình đang buồn, mình không có vui. Và nặng hơn một chút nữa đó, thì nó còn biểu lộ qua nó là cái thân biểu tri và khẩu biểu tri. Chẳng hạn giống như là cái thân biểu tri đó là cái là chúng ta khóc lóc, rồi khẩu biểu tri là chúng ta than vãn. Đó là bi. Từ cái sầu đến cái bi đó, thì cái bi đó nó nặng hơn là cái mức độ của cái sầu.
Rồi cái khổ này á, cái khổ này á, chính là cái khổ của cái thân thức thọ khổ. Tuy vậy đó vẫn được kể về tâm, bởi vì để cảm nhận cái thân của chúng ta khổ là do tâm cảm nhận. Thì cái khổ á, được kể trong sầu bi khổ ưu nào, thì cái khổ này là cái khổ thân. Chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta bệnh hoạn, hoặc là cái cơ thể của chúng ta phải gặp những cái tai nạn nào đó vân vân, thì khi mà cái cơ thể của chúng ta gặp những cái khổ thọ khốc liệt như vậy đó, thì tâm của chúng ta cũng theo đó là khổ. Như vậy cái khổ này thuộc về thân thức thọ khổ. Rồi cái não tức là cái giai đoạn mà chúng ta khổ đến mức cùng cực, sầu bi khổ ưu não, xin lỗi, nó còn cái giai đoạn ưu. Cái giai đoạn ưu á, tức là cái giai đoạn kéo dài của cái bi. Thí dụ giống như là chúng ta vì một cái chuyện buồn nào đó mà nó ở cái mức cao độ, thì chúng ta biểu lộ qua thân và lời nói. Tuy vậy đó thì nó có những cái khổ đó mà nó dằn vặt mình, nó dày vò mình lâu ngày, thì cái khổ mà nó kéo dài, nó dằn vặt đó đó là chỉ cho cái mức độ là ưu. Rồi đến cái khổ mà cùng cực cái sức chịu đựng của một chúng sinh, thì đó gọi là não. Chẳng hạn giống như là có đôi khi chúng ta gặp một cái chuyện khổ đến mức vượt ngoài cái sự chịu đựng của mình. Một số người đó thì họ bất tỉnh, một số người thì điên loạn, rồi một số người đó thì trải qua một cái tai nạn vô cùng hãi hùng. Chẳng hạn giống như là những người mà họ ở trong một cái tâm hoảng hốt khi mà họ ở trong một cái căn nhà đang cháy, hoặc là một người đó cái tâm trạng hoảng hốt đó khi mà họ bị chết đuối dưới nước, hoặc là họ bị một cái tai nạn nào đó. Chẳng hạn giống như là chúng ta coi về những cái trường hợp của những người khủng bố mà họ bắt một số ký giả Tây Phương rồi họ cắt cổ đó. Thì khi mà những nạn nhân đó trước khi mà họ chết đó, thì họ phải trải qua một cái cảm giác hãi hùng vượt lên trên cái mức chịu đựng. Thì khi mà Đức Phật Ngài nói cái sầu bi khổ ưu não đó, thì ở đây là Ngài nói đến những cái gì mà con người chúng ta cảm nhận được. Và khi mà chúng ta học vi diệu pháp đó, thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn có cái thói quen là chúng ta cứ mỗi chi pháp như vậy đó, là chúng ta chiết xuất ra cái pháp chân đế mà chúng ta nói. Chúng ta chiết xuất là thế nào là sanh, đó là các cái tâm quả hiệp thế, rồi các cái sở hữu hợp, rồi các cái sắc nghiệp, rồi cái sầu bi khổ ưu não. Chúng ta kể rằng đó là cái cảm giác cái cảm thọ ưu trong tâm sân vân vân. Thì khi mà chúng ta lấy cái chi pháp ra như vậy đó, thì chúng ta không có thấy dụng ý rõ ràng khi mà Đức Phật này trình bày cái thập nhị nhân duyên này, mà ở từ cái chi pháp là sanh cho đến sầu bi khổ ưu não. Ở đây chúng ta cần phải nhìn qua cái cách diễn đạt của pháp chế định. Và do vậy đó, một người học vi diệu pháp đó không bao giờ chúng ta coi thường rằng ở đây là diễn bài thì Đức Phật diễn bài theo cái ngôn ngữ chế định, còn kia là Đức Phật này chỉ cho cái pháp chân đế. Thật ra dù cho cái pháp chân đế hay là cái pháp chế định đã dùng đến cái công cụ ngôn ngữ rồi, thì cái nào nó cũng là chế định thôi, chẳng qua nó là danh chân chế định hay là phi danh chân chế định, chứ không có một cái ngôn ngữ nào là một cái ngôn ngữ chân đế hết. Và trong trường hợp cần thiết đó, thì phải dùng cái hình ảnh tục đế đó, thì phải dùng cái hình ảnh tục đế. Nếu mà đối với một vị hành giả mà tu cái thiền sắc giới đó, thì vị đó bắt buộc là phải dùng cái hình ảnh, chúng ta phải dùng cái hình ảnh tục đế. Chứ chúng ta dùng cái hình ảnh chế định, chúng ta dùng cái hình ảnh chân đế thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đắc định được. Kể cả khi đối với một vị đã không còn phiền não, không còn vô minh, hiểu pháp chân đế hơn bất cứ ai, đó là Đức Phật. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài nhìn, Ngài nhập đến những cái loại thiền sắc giới, Ngài cũng phải dùng cái hình ảnh, chế định. Chúng tôi ví dụ chẳng hạn giống như là chúng ta biết rằng là những cái hình ảnh
mà chúng ta nhìn thấy ở trên cái màn hình TV, hay là chúng ta những cái hình ảnh mà chúng ta, những nhân vật mà chúng ta được thấy được ghi ở trong trong các cái trang tiểu thuyết, tất cả nó là đều là hư cấu hết, nó không có cái thật. Nếu mà chúng ta nhìn bằng, chúng ta nhìn bằng cái cách nhìn chân đế, tức là chúng ta nói rằng ở trong cái màn hình đó nó không có hình ảnh nhân vật gì hết, mà toàn bộ nó chỉ là những cái linh kiện ráp ráp nối của các cái hàng điện tử thôi, thì chúng ta sẽ không có thể nào hiểu được cái nội dung của cái cuốn phim. Nếu mà chúng ta chỉ có phân tích cái thành phần của cái quyển sách đó, thì chúng ta cũng sẽ không có thể nào chúng ta đọc được cái nội dung của quyển sách. Trong những cái trường hợp đó thì chúng ta phải đứng một cái vai trò là nhìn cái tivi đó, nhìn đọc những cái con chữ đó qua cái hình ảnh chế định, tức là chúng ta chấp nhận cái sự, cái giả thiết, chúng ta chấp nhận sự hư cấu của những đạo diễn, của những tác giả, để mà chúng ta thấy ra được cái nội dung đó. Thì khi mà diễn bài về giáo lý cho chúng sinh hiểu, thì Đức Phật tùy theo cái phương diện này, tùy theo cách này, tùy theo cách kia, mà Đức Phật Ngài có trình bày khác nhau. Bởi vậy Ngài ở trong cái đời sống thực thì chúng ta cũng thấy có những khi mà tại sao mà ở trong y khoa vân vân người ta không có dùng những cái danh từ dễ hiểu ở bên ngoài để cho mọi người hiểu, mà người ta lại có những cái danh từ, có những cái cách diễn đạt riêng, là bởi vì trong những cái trường hợp mà tinh tế như vậy đó, thì nếu mà chúng ta không có thể diễn đạt theo cách ngoài được thì chúng ta phải dùng cái cách chuyên môn. Do vậy mà bất cứ một người nào mà đi xét nghiệm, đi đến bệnh viện về đó, thì chúng ta cầm một cái bản kết quả của cái của bệnh viện đưa về đó, thì chúng ta phải nhờ người chuyên môn đọc thôi, chứ còn mình tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Và bản thân của tôi mỗi lần mà tôi cầm cái giấy xét nghiệm đó rồi đó, thì tôi cũng nhờ những người Phật tử chuyên môn, những người Phật tử chuyên môn họ đọc giùm tôi cái đó, chứ còn mình chỉ đọc về con số thí như là 175, 213 vân vân, mình đâu có biết những cái con số đó là gì. Nhưng mà tại sao bệnh viện người ta cần phải làm như vậy? Bởi vì nó là một cái sự chi ly, chi tiết mà bắt buộc phải làm như vậy. Thì cũng vậy, có những khi mà Đức Phật này phải dùng cái cách diễn đạt bằng cái ngôn ngữ chỉ thẳng cho cái pháp chân đế, là giống như là trường hợp mà người ta dùng cái ngôn ngữ chuyên môn để nói về cái vấn đề chuyên môn. Nhưng mà trong cái lãnh vực thường đó thì lại là Đức Phật Ngài dùng cái ngôn ngữ theo cái quy ước chế định, và cái mục đích làm sao để cho chúng ta có thể nhận ra được, lãnh hội được cái chân lý đó. Do vậy ở trong cái thập nhị nhân duyên này thì từ cái sanh sầu bi khổ u não bệnh chết đó, thì chúng ta phải nên hiểu rằng ở đây là ở trên phương diện là nên nhìn thấy ở cái mặt hiện tượng bên ngoài, ở cái mặt hiện tượng, ở cái biểu hiện ở bên ngoài, và cái mục đích như thế nào. Và cái mục đích đó là đó, từ cái vô minh này nè, nó dẫn cho đến cái hữu. Cái hữu này á, thì thật ra đây là một cái điểm mà nó đánh dấu một cái sự tái tạo cho một cái vòng mới. Thì ở đây á, Đức Phật Ngài trình bày cái nguyên nhân sanh khổ. Đức Phật ở đây chúng ta Ngài trình bày cái nguyên nhân khổ. Rồi cái sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u, não, Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta thấy cái khổ. Vậy thì trong 12 duyên khởi này, chúng ta tóm tắt lại hai điều. Đó là Đức Phật Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ. Vậy thì chúng ta trở lại cái mấu chốt là nó có cái sự khác biệt nào. Chúng tôi đang dùng cái viết điện tử thành ra nó có những cái là nó không có được như ý. Rồi chúng ta trở lại đây. Vậy thì khi mà nói đến cái từ cái thủ mà duyên cho hữu á, thì chúng ta thấy trong cái hữu đó thì gồm có nghiệp hữu và sanh hữu. Và cái sanh hữu này
nó cũng giống như là hữu duyên sanh. Và cái sanh hữu này nè, nó giống như là hữu duyên sanh. Và nếu mà chúng ta lấy cái chi pháp ra mà nói thì đều là những đều là 32 tâm quả hiệp thế bằng động sở hữu hợp sắc nghiệp, vân vân. Đó là chúng ta lấy chi pháp ra mà nói. Nhưng mà ở đây cái sự khác biệt là khác biệt cái gì? Cái sanh hữu ở phần trên á, là Đức Phật ngài kể ở trong một cái guồng máy vận chuyển của nguyên nhân sanh khổ. Còn cái sanh hữu phần dưới á, thấy nó giống nhau như vậy, nhưng mà ở đây nhấn mạnh đến cái là cái khổ. Rồi như vậy thì chúng ta phân biệt dùm hai cái sanh hữu này. Cái sanh hữu ở trong hữu á, là nó nằm ở còn nằm ở trong cái guồng máy nguyên nhân sanh khổ. Và cái sanh hữu phía sau đó là ở đây nói đến cái phương diện là cái hiện bài của cái khổ. Cái sanh hữu sau là cái hiện bài của cái khổ. Và ở đây là một cái điều mà tôi muốn cho các vị Phật tử phân biệt. Thật ra nó có nhiều cái cách phân biệt về giữa cái nghiệp hữu và hành. Chẳng hạn như, tại vì có nhiều sách đó là do vì có cái nhiều sách đó là viết chậm lẻ cho nhiều cái mục đích khác nhau, trong đó có những cái mục đích mà ở các cái xứ Phật giáo người ta dành cho những cái lớp thi của tăng sinh vân vân. Và do vì cái một trong những cái cách sư phạm nào đó mà người ta dạy cho một người học có nhiều cái phân biệt, chẳng hạn giống như là nói về cái thời gian trong duyên khởi thì chúng ta sẽ đề cập sau, nhưng mà đại khái chúng ta hiểu là nó có ba cái thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Mặc dù cái thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai trong duyên khởi này nó không giống như cái thời gian mà chúng ta nói đến thông thường, bởi vì cái thời gian mà chúng ta nói đến thông thường, thời gian thì nó vốn là chế định. Và nhưng mà ở đây chúng ta mượn cái thời gian để mà chúng ta diễn bài đó, thì trong đó là vô minh á, vô minh hành á, thì nó thuộc về, ví dụ tạm giả thiết là ở đây đó, là đây là cái đời sống quá khứ. Và cái đời sống quá khứ thì cái thức á, là cái đời hiện tại. Và từ thức này nè cho đến cái thủ là đời hiện tại, cái hữu luôn. Rồi cái sanh này á, là đời vị lai. Rồi do đó là cái ở trong đây chúng ta có những cái phân chia, có những cái thứ thuộc về nhân quá khứ, thành là vô minh là nhân quá khứ, rồi thức danh sắc đục nhập vân vân là quả hiện tại, rồi cái ái thủ hữu là nhân hiện tại, và ái thủ hữu là nhân hiện tại, và sanh già chết sầu bi khổ não là quả vị lai. Và do vì có cách mà phân chia theo thời như vậy cho nên có các cách phân biệt giữa hành và nghiệp hữu. Hành á, tức là nhân quá khứ, còn cái nghiệp hữu á, là nhân hiện tại. Nhưng mà thật ra cái cách phân biệt đó mà tôi không có muốn là các vị xem đây là lý do, bởi vì cái nhân hiện tại ngày hôm nay là cái nhân hiện tại kiếp này, thì tuy rằng nói là hiện tại nhưng mà nó sẽ là cái nhân quá khứ đối với kiếp sau. Như vậy thì cái sự phân biệt đó nó không có phân biệt được gì hết. Chúng ta kể rằng hành nó là nhân cái quá khứ, còn nghiệp hữu là cái nhân hiện tại. Thì chúng ta phân theo thời, chúng ta thấy rằng là phân biệt như vậy đó, thì rõ ràng là giữa hành và nghiệp hữu về chi pháp giống nhau, nhưng mà theo tính theo thời đó thì nó đã khác nhau. Nhưng mà chúng ta trộn lại một lần nữa thì cái nhân trong mà chúng ta gọi là cái nhân hiện tại đó đời sau thì nó cũng đã trở thành quá khứ, hay nói cách khác đời sau nó cũng đã trở lại là hành rồi. Do vậy cái sự phân biệt này đó chỉ mang tính sư phạm giáo khoa trong một số trường hợp, mà để cho chư tăng làm các cái bài kiểm tra theo một cái cách hướng dẫn nào đó cá biệt của một số vị thầy hướng dẫn. Còn ở đây đó thì chúng ta phải hiểu rằng là cái nghiệp hữu ở đây chính là cái sự lặp lại của cái vòng mới. Và ở đây chỉ có một chữ phá quá mà Đức Phật ngày lặp lại cả một cái tình trạng mới.
Và riêng cái chữ phá hóa, chữ hữu thôi đó, thì nó đã bao gồm có cái là, có cái từ nó nối liền giữa cái hành thức danh sắc. Và ở đây chỉ không phải là chỉ có hành thức danh sắc thôi, mà chúng ta phải hiểu rằng là trong cái hữu này nó, về chi pháp đó, thì nó có là hành nè, thức nè, rồi danh sắc nè, danh sắc nè. Và chúng ta học là chúng ta học gì? Chúng ta học ba chấm còn lại, chúng ta học những cái chấm chấm còn lại, tức là cái danh sắc là lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, duyên thủ đó. Thì chỉ có một cái chữ hữu này đó mà Đức Phật Ngài tái tạo lại một cái vòng mới. Còn cái sanh già chết sầu bi khổ u não, tôi lặp lại cho các vị. Ở đây thật ra nó là một cái vòng mới, mà cái vòng mới ở đây là nói về cái phương diện biểu hiện của cái vòng kia. Nhưng mà về phương diện duyên khởi thì hoàn toàn chúng ta có thể nói rằng là do hữu rồi có sanh, rồi do sanh rồi có già chết sầu bi khổ u não, rồi từ cái già chết sầu bi khổ u não đó thì chúng ta trở lại vô minh. Chúng ta hoàn toàn có thể nói được như vậy, là bởi vì các vị nhớ là hồi nãy tôi có nói là cái này nó là chính là cái khổ, đúng không? Cái này đúng là từ cái sanh cho đến già chết sầu bi khổ là khổ, đúng không? Rồi cái thủ này á, cái thủ này nó chính là ái và vô minh. Ái và vô minh. Do từ cái môi trường khổ này, ái nó mới đi tầm cầu cái gì hạnh phúc. Và với người là dẫn đường lầm lẫn là vô minh, rồi cho đến thành duyên thức, tức duyên nhân sắc. Vậy thì khi mà chúng ta nói rằng là từ hữu trở lại là hành đó, là để cho các vị không có thắc mắc rằng là tại sao mà công hữu đó lại là chính là hành, rồi cái sanh nó lại chính là một phần của hữu. Thì tôi tách ra hai vòng như vậy. Và khi mà nếu mà chúng ta muốn ráp vào 12 cái chi phần này trong một cái vòng tròn, thì chúng ta sẽ ráp thành ái vô minh và môi trường khổ. Cái môi trường khổ đó cho chúng sinh tầm cầu, cho chúng sinh tầm cầu cái vui. Cái động lực tầm cầu đó là khác ái. Và cái kẻ dẫn đường đó là vô minh. Và do vì cái kẻ dẫn đường lầm lạc đó, cho nên cái hành nó tạo ra một cái chuỗi của cái khổ khác. Cái chuỗi cái khổ khác đó, nó lặp lại y hệt như vậy. Nó giống như là một người đi lạc đường. Và do vì chính vì đi lạc đường nó khổ quá, nó đói, nó khát, nó mỏi chân. Và người đó muốn thoát khỏi người đó muốn tìm cái lối thoát. Nhưng mà do vì đi chung với một người dẫn đường á, họ không có biết đường đi, cho nên cái con đường mà họ cho rằng là lối thoát đó, họ cho rằng là lối thoát đó, cái cho rằng đó gọi là thủ. Cái dốt nát đó, nó là vô minh. Và cái chấp thủ cho rằng cái sự dốt nát đó là đúng, nó đã trở thành là thủ. Rồi do vì cái dốt nát đó mà nó còn cố chấp nữa, do vậy bắt đầu nó tiếp tục nó đi. Nó đi vòng vòng hồi nó trở lại cái chỗ cũ. Nó đi vòng vòng lại, nó không biết đường đi. Cho nên nó giống như là mình đi lạc vào cái mê cung, mình không có biết đường đi. Và chính vì nó chính vì ba cái điều kiện. Điều kiện hiện tại là quá khổ. Cái điều kiện thứ hai là mình thoát khỏi, mình khao khát, mình muốn vượt khỏi, mình muốn thoát khỏi cái tình trạng hiện có. Và thứ ba là không biết đường. Ba cái này nó cộng lại thì nó đi vòng vòng. Như vậy đó là cái sơ đồ của thập nhị nhân duyên. Vậy thì trong cái thập nhị nhân duyên này đó, thì chúng ta có rất là nhiều cái mà mình phải để ý. Chẳng hạn giống như là các vị Phật tử nào sau này chúng ta có cái thời gian mà chúng ta học kỹ, học thêm về cái nội dung sâu bên trong. Chẳng hạn giống như là chúng ta học đến cái bộ biết phân giáo, bộ phân tích đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có nhiều cách nói về vô minh. Chẳng hạn giống như là từ vô minh á, mà duyên thẳng cho thức cũng được, chứ không nhất thiết là phải qua hành.
Bởi vì sao vậy? Thật ra nói về cái nguyên nhân á, là không phải vì chỉ có một cái đường luân hồi, mà bất cứ một cái gì mà chúng ta có ở trước mặt mình, từ cái bàn, cái ghế, cái viết, mắt kính, quyển sách vân vân, nếu mà chúng ta nói về cái nhân của nó đó, là nó trùng trùng duyên khởi. Chẳng hạn giống như là ngồi trước mặt tôi đây là cái bàn, thì tôi hỏi người ta, một đứa bé hỏi tôi rằng là nguyên nhân nào có cái bàn, thì nó tùy theo cái tâm trạng, tùy theo cái cách giải thích của mỗi người mà tôi có thể tôi nói về cái nguyên nhân của cái bàn này khác nhau. Tôi nói là sẽ chỉ có cái bàn đó là do ai đó mua, hay là sẽ chỉ mà có cái bàn đó là do một người nào đó cho, hoặc là một cách giải thích nào đó chúng ta có thể nói rằng là sẽ chỉ có cái bàn này đó là do có người thợ đóng cái bàn. Rồi chúng ta vẫn có thể giải thích một cách khác đó, là sở dĩ có cái bàn gỗ này đó thì trước hết nó là do phải có cái cây, nhờ cây đó là người ta mới có cái gỗ, và nhờ gỗ như vậy đó thì qua cái bàn tay của người thợ đó thì người ta mới làm ra được cái bàn. Và khi mà người ta có cái bàn đó đó thì cũng nhờ rằng là có người bán và chúng ta có tiền, chúng ta có nhờ của người bán chúng ta có tiền, rồi chúng ta vì cái nhu cầu đời sống nào đó chúng ta cần cho nên chúng ta mua về vân vân. Thì thật ra đó, nếu mà các vị cứ làm một, chứ chúng ta chỉ tưởng tượng ra bằng một cái chúng ta tưởng tượng ra một cái câu trả lời, thì chúng ta biết rằng là tại sao có cái bàn này, thì tôi chắc chắn rằng nếu ngay lúc này mà tôi làm một thử một cái bài trắc nghiệm ở trong lớp, thì tôi bảo đảm rằng là không ai có một cái câu trả lời giống nhau hết. Là bởi vì cái nguyên nhân mà có cái bàn này, chúng ta có rất rất là nhiều cách kể, chúng ta kể nguyên nhân nào cũng được, kể bao nguyên nhân cũng được. Do vậy đó, nó càng phức tạp hơn là khi mà nói về cả cái vòng luân hồi này. Thì ở đây đó, cái khó khăn nhất mà với một người bình thường đó, thì chúng ta trong một cái vòng mà nó phức tạp như vậy mà Đức Phật Ngài nhặt ra để mà Ngài làm thành một cái công thức. Ngài làm một cái công thức chỉ cho chúng ta biết rằng là sở dĩ cái này có là do cái kia có vân vân. Thì nó không có dễ dàng đối với một người bình thường. Bình thường ở đây là kể cả một vị A-la-hán bình thường, mà ở đây phải là cái công việc của một vị chánh đẳng chánh giác. Do vậy các vị thấy không, khi mà chúng ta học ví dụ pháp á, chúng ta học về cái biểu đồ mà ví dụ pháp á, thì chúng ta thấy rằng là chỉ cần có một biểu đồ thôi. Nhưng mà đến khi mà học về thập nhị nhân duyên á, thì chúng ta có rất rất là nhiều cái biểu đồ. Bởi vì tất cả những người hướng dẫn, những người học cố gắng nỗ lực làm sao đó là chúng ta có cách diễn đạt tốt nhất cái biểu đồ thập nhị nhân duyên. Nhưng mà thật ra thì cũng chưa có một cái cách biểu đồ, cái biểu đồ nào có thể nói rõ ràng hết cho cái thập nhị nhân duyên được. Và rằng thật ra đó, tôi cũng có 5-6 cái biểu đồ mà trong khi dùng á, trong khi hướng dẫn cho các vị đó, thì đôi khi tôi cũng thích vẽ tay. Cái công việc của tôi làm tôi thích như vậy đó, nó cũng giống như cái cách của người thợ hồ hay thợ nề đó. Tức là do vì cái điều kiện, cái môi trường làm việc mà đôi khi nó không có một cái chuẩn mực. Chẳng hạn giống như là người thợ cần một cái miếng để chúng ta cần một cái vật dụng nào đó để mà chúng ta kim cái cây đố, hay là chúng ta cần một cái gì đó để là chúng ta chống cái sàn, cái cột vân vân. Thì mỗi cái sàn, mỗi cái cột đó, nó cái điều kiện khác nhau, rồi cái cao, cái thấp khác nhau. Nếu mà chúng ta dùng một cái mẫu mực chung nhất đó, thì thật ra nó khó dùng hơn là chúng ta cứ gặp cái mẫu nào vừa đó thì chúng ta chêm vào đó, chúng ta gặp cái cây nào vừa đó thì chúng ta chống. Nó tiện cái chỗ là khi mà chúng ta dùng xong thì chúng ta thay cây khác bất cứ lúc nào. Thì sở dĩ mà trong cái biểu đồ mà tự tôi vẽ như vậy, dù nó có xấu chăng nữa nhưng mà tôi vẫn cố gắng là mỗi trong cái diễn đạt đó, thì tôi vẽ cái biểu đồ khác nhau để mà các vị làm sao chúng ta có thể hiểu về giáo lý duyên sinh. Chứ thật ra đó, nếu mà đúng ra cái biểu đồ duyên sinh đó, mà vẽ như trong kinh diễn đạt đó, thì chúng ta vẽ như thế nào? Hôm trước đó, khi mà nói về cái giáo lý duyên khởi đó, tôi đã có thưa với các vị rồi. Đức Phật Ngài nói rằng là cái giáo lý duyên khởi này á, nó rối rắm như là một cái tổ kén, hay là nó rối rắm như là cái mớ cỏ rối nguyên cá. Như vậy thì chẳng lẽ là chúng ta vẽ cái biểu đồ thập nhị nhân duyên á,
mà chúng ta cứ vẽ, chúng ta vẽ như là ở trong kinh Diễn Đạt các thì vẽ như vậy thì làm sao mà được. Thành ra chúng ta càng giảng được để cho rõ ràng, mà hãy mà chúng ta giảng được chừng nào thì thật ra đó thì chúng ta cũng không có diễn đạt được bao nhiêu về cái lý duyên khởi. Thì trong cái khả năng của phàm phu á, thì khi mà chúng ta chịu cái khổ này á, à, cái giai đoạn này giai đoạn khổ nè, giai đoạn khổ, thì trong cái khả năng của phàm phu này, phàm phu của chúng ta đó, thì khi gặp chuyện khổ á, thì chúng ta tìm ra nhiều cái giải pháp. Có người đó thì tìm cái giải pháp nhất thời, chẳng hạn giống như là đi sát sanh, đi trộm cắp, đi tà dâm, đi làm tất cả các cái ác nghiệp nào mà họ cảm thấy rằng là nó thỏa mãn cái nhu cầu của họ, và ở đó vẫn là một cái niềm vui trong cái suy nghĩ của một số loài, một số chúng sinh. Rồi có những người đó tìm cái niềm vui bằng các cái thiện pháp, để nhờ vào các cái công đức đó mà đời sau mà được sanh làm ở các cái cõi vui, giống như là cái cõi người, cõi chư thiên. Và cao cấp hơn nữa đó là đối với những chúng sinh đó, mà thấy ra rằng được rằng cái giải pháp mà tìm cái hành cái niềm vui ở trong cái dục lạc, cái ngũ dục đó đó, nó vẫn bấp bênh, nó rất là tạm bợ. Do vậy đó, các vị này vượt thoát lên trên cái ngũ dục, đi tìm ra một cái hạnh phúc an ổn hơn, đó là cái hạnh phúc ly dục, mà chúng ta có cái hạnh phúc của cái thiền sắc và vô sắc. Nhưng mà các vị này với cái khả năng của phàm phu có được đó, thì chúng ta có thể đưa ra một cái giải pháp tốt nhất, đó là cái giải pháp phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là cái giải pháp tốt nhất mà trong cái khả năng phàm phu trí chúng ta có được. Và từ cái giải pháp mà phi tưởng phi phi tưởng xứ đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái bài toán giải quyết về cái khổ sinh tử này, thì đối với các vị chứng thiền định từ cái cõi sơ thiền trở đi, thì trong đó đó là các vị đó nói về cái khổ thân á, thì các vị chỉ có cái thân của các vị đó là chỉ có sanh già và chết. Và cái già của các vị đó đó là cái già không bệnh, và cái già đây là chỉ rằng là cạn dần cái tuổi thọ. Như vậy thì ngay đối với cái các vị phạm thiên á, thì cái bài toán khổ sinh tử trong đó khái quát gồm có hai cái loại khổ là khổ thân và tâm. Thì đối với các vị phạm thiên từ sơ thiền trở đi, thì các vị về cái khổ thân á, thì các vị đã giải thoát được cái thân thức thọ khổ, mà các vị chỉ còn cái khổ vì cái già, tức là cái tuổi thọ càng lúc càng cạn dần thôi. Đối với chư vị phạm thiên, lúc mà sanh lên như thế nào và trước khi mạnh chung á, thì cái thân đó cũng như vậy, chứ không có hề bệnh hoạn ốm đau. Do vậy về cái khổ mà khổ thân sinh tử thì các vị phạm thiên đã giải quyết được một phần rất là lớn đó. À, tôi các vị chờ tôi chút. Rồi đối với các vị phạm thiên đó, thì do vì các ngài không còn cái sân tâm, cho nên tất cả các cái khổ tâm sầu bi khổ ưu não đó, thì các vị phạm thiên đó, thì không đợi đến cái tầng cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ, mà ngay cái tầng sơ thiền đó, thì các vị này đã bỏ được cái khổ tâm rồi. Do vậy chúng ta nhìn vào cái đời sống phạm thiên đó, thì chúng ta gần như là thấy vị này không còn khổ nữa, tức là tâm thì không còn cái tâm sân, thì không có cái khổ tâm, còn cái khổ thân thì không có bệnh. Và do vậy đó, các đời sống của các vị phạm thiên, khi mà một người chứng phạm thiên rồi, họ nghĩ rằng là mình đã đạt đến cứu cánh. Và cái khổ của các vị trời phạm thiên đến cái giai đoạn này nó như là bằng không. Và cái khổ phạm thiên như là bằng không. Tôi mượn cái những cái gạch đậm bà nhạt để tôi nói cái ví dụ này. Ví dụ như là cái khổ của nhân loại đó, cái khổ của chúng sinh ở địa ngục đó, đó là một cái khổ được tô rất là đậm. Và cái khổ được tô rất là đậm nha. Và cái khổ được tô rất là đậm. Và cái khổ này nó không có điều đẳng như vậy, mà thỉnh thoảng là
là chúng ta có bệnh, và chúng ta có bệnh thành ra những cái khổ này có những cái thời điểm nó đậm hơn. Và thật ra thì khi mà từ khi một chúng sinh sinh ra, chúng ta lấy cái cõi nhân loại, chúng ta chỉ nói cõi nhân loại thôi, thì từ khi mà mình sinh ra như vậy đó cho đến khi mình già đi đó, thì cái khổ của mình á, về cái khổ thân á, thì càng lúc á, nó càng lớn dần, và càng lúc nó càng lớn dần, để khi mình lớn tuổi, mình già, mình bệnh vân vân đó, thì nó càng lúc á, thì cái khổ chúng ta nó về cái khổ thân nó chồng chất. Rồi, tại vì cái máy của tôi nó có khi nó mặc như vậy. Rồi tôi mượn cái vạch đậm này chúng tôi để nói về cái khổ, xong rồi tôi mất ngoài. À, chúng ta cũng coi cái gạch đậm về. Rồi những khi mà chúng ta bệnh hoạn ốm đau, gặp những cái chuyện bất đắc, những cái chuyện bất tội nguyện trong đời sống, thì cái khổ này nó lớn theo, nó tùy theo người. Và rồi đối với những cái chúng sinh mà có cái công đức lớn hơn một chút á, thì cái khổ này á, bắt đầu nó mờ dần, giống như là chúng sinh ở cái cõi người, chúng ta đỡ khổ hơn là loài cầm thú. Và rồi đối với chư thiên á, thì cái khổ này á, nó càng mờ nhạt hơn. Và cái khổ này càng mờ nhạt hơn. Rồi đối với chư vị phạm thiên trở đi á, thì cái khổ này á, nó giống như là cái tấm kính không có màu. Đối với chư vị phạm thiên á, thì cái khổ này nó giống như là một cái tấm kính không có màu. Và cái tuy vậy á, cái tấm kính không có màu đó nó khác với cái hư không như thế nào. Cái hư không á, là chúng ta không có thể vẽ cái gì cho nó được hết. Tuy vậy đối với cái tấm kính trong suốt, nếu mà chúng ta không có giữ gìn á, thì bụi nó bám trên đó. Và cái tấm kính trong suốt đó nó vẫn còn là cái điều kiện để người ta vẽ những cái vết mực trên đó. Và nó tùy theo cái mức độ nặng nhẹ mà cái vết mực đó hoàn toàn có thể vẽ nét thanh, nét đậm vân vân. Và cho đến khi hoàn toàn chúng ta bôi đen cái tấm gương trong suốt đó, thì cũng như vậy đó. Đối với một số chúng sinh về thân thì không có bệnh hoạn, tâm là không có khổ tâm như là các vị phạm thiên. Tuy vậy cái giải pháp của những vị này chỉ mới là một cái tấm kính trong suốt thôi, chưa có hoàn toàn giải thoát. Và do vậy đó, nếu mà đối với các vị phạm thiên, các vị này không có duy trì được cái thiền định của mình, các vị lui sụp trong thiền định, thì hoàn toàn từ cái cõi phạm thiên đó vẫn sanh vào cái cõi sắc giới. Ê, xin lỗi, các cõi dục giới. Và bắt khi mà đã sanh vào cái cõi dục giới rồi, nó giống như là một cái tấm kính, nó đã được bị bụi bặm, nó đã bị những cái vết mực, và nó đã đen dần. Và nếu mà khi mà nó đen đó, mà vị đó không có dùng cái năng lực thiền định tiếp tục để lau chùi kính trong suốt lại, mà các vị đó lại vô tình tô đậm thêm nữa, thì cái khổ nó chất chồng, cuối cùng từ một cái hạnh phúc mà tưởng chừng như không còn khổ như cái cõi phi tưởng xứ đó, vẫn có thể rơi xuống cái cõi khổ nhất, đó là cái cõi địa ngục, là cái cõi địa ngục. Và cuối cùng cái bài toán giải quyết sinh tử đó lặp lại từ đầu, tức là vị đó cũng giống như là bao nhiêu chúng sinh khác lăn trôi sinh tử rồi tiếp tục cái vòng sinh tử luân hồi. Thì trở lại cái bài học ngày hôm nay, thì khi mà chúng ta học về các cái duyên còn lại ở đây, thì có những cái điều tôi đã lưu ý cho các vị á. Thứ nhất là chúng ta chỉ không có phải là chúng ta chỉ thấy rằng trên cái biểu đồ này từ hữu rồi duyên sinh rồi sầu vi khổ não vân vân, mà chúng ta phải ngay cái mấu chốt hữu này á, là chúng ta nhìn vào chi pháp đó, là chúng ta thấy rằng là chi pháp nó đã chồng lên lại, nó đã chồng thành thức danh sắc, và giữa cái hữu và sanh nó lại tiếp tục chồng với nhau. Bởi vì sanh ở đây cũng chính là chi phần của một phần hai của hữu, chính là cái sanh hữu. Và ở đây chúng ta thấy rằng là tuy rằng như vậy đó, nhưng mà có cái sự khác biệt lớn giữa sanh và sanh hữu đó. Một là cái là Đức Phật ngày đang diễn bài về nguyên sanh, nhân sanh, khổ, và một là Đức Phật
cái khổ. Vậy thì tóm tắt cái bài học về cái giáo lý duyên khởi theo cái chiều thuận, tức là do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, thì toàn bộ cái giáo lý duyên khởi này Đức Phật Ngài chỉ ra nguyên nhân khổ, khổ và nguyên nhân khổ. Thì trong đó từ vô minh cho đến thụ thuộc về nguyên nhân khổ, và cái từ cái sanh cho đến già chết sầu bi khổ ưu não đó, thì Đức Phật Ngài chỉ ra cái Đức Phật Ngài chỉ ra cái khổ. Dạ. Rồi lần gì? Và chúng ta kết thúc cái bài học ở đây. Ở trong cái phần sau đó thì chúng ta học về các cái ý nghĩa liên quan còn lại ở trong duyên khởi, giống như là cái các cái mối nối ở trong duyên khởi, hay là thời gian ở trong duyên khởi vân vân. Thì hẹn các vị buổi học sau. Chúc các vị ăn vui. Chúng tôi giúp lại ở đây là một sự công minh Phật. Dạ, con kính dạ, 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 dạ,